nghệ thuật xây dựng tập thể nhân viên giỏi của những nhà lãnh đạo. Ngày nay người ta thường nói quá nhiều đến cái sự cố chấp và ích kỷ của một nhà lãnh đạo trong việc tạo ra một hình thái làm việc quá khắc nghiệt, khiến cho nhân viên liên tục phải rời đi vì không chịu nổi áp lực. Nhưng có mấy ai để ý nếu vượt được qua cái sự khắt khe đó thì sẽ có được một cái đội ngũ nhân viên với trình độ chuyên môn rất là đáng ngưỡng mộ. Muốn có được thành công thì cái giá bỏ ra cũng sẽ phải tương ứng. Ai trong số chúng ta cũng đều mơ ước có một cái thành tựu cho riêng bản thân mình. Người nhẹ nhàng thì sẽ phấn đấu để có được vị trí cao hơn trong công việc. Người tham vọng thì nuôi hoài bão làm ông nọ bà kia. Nhưng đáng tiếc đa số những cái dự định đó chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, trong mơ hồ chứ chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để kéo nó ra ngoài hiện thực. May ra thì có những người dám dấn thân hơn, nhưng vì áp lực từ mọi phía bủa vây xung quanh nó đến một cách dồn dập khiến cho bạn đang đành dang dở những cái ước mơ bấy lâu nay từ trong trứng nước. Tôn Ngộ Không thì nhờ được nung trong lò bắt quái của Thái Thượng Lão Quân mới có thân thể mình đồng da sắt, nhờ thế mà chẳng sợ hiểm nguy, luôn xông pha vào những cái trận chiến khó nhất để mà phó tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Màu vàng óng của những thỏi vàng làm cho không biết bao người say đắm thì cũng đã từng trải qua cái nóng của hàng nghìn độ mà rèn lên. Thành công thì cũng thế thôi, ở mỗi vị trí sẽ có những cái giác cảm khác nhau khi bạn trên con đường hoàn thiện giấc mơ của mình. Sẽ có lúc bạn cảm thấy nghẹt thở, sẽ có lúc bạn cảm thấy bị dư luận đè nặng, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy mình cô đơn vì chỉ có một mình đứng ra bảo vệ cái đích mà mình đang theo đuổi. Người yếu vía thì đành chịu lỡ duyên vì chẳng thể tải nổi những cái gian nan ấy. Còn kẻ bất chấp thì đành xông pha để tích lũy kinh nghiệm. Suy cho cùng, thành hay bại thì cũng đều do tôi luyện một phần mà lên. Sung sướng thì có thể mất một giờ để làm quen, nhưng khó khăn có khi học cả đời cũng chẳng thể quen nổi. Thực tế hiện nay thì có quá nhiều người định kiến với quản lý, cấp trên của mình. Họ kêu gào vì giao việc quá sức tưởng tượng. Cách hành xử trong công việc thì quan liêu, dồn ép họ làm việc một cách quá đáng, đến mức họ phải phát sợ mỗi khi đi làm. Vậy đã bao giờ bạn đặt ngược lại một cái câu hỏi rằng tại sao người làm sếp không phải là bạn mà lại là người đó? Để ngồi được vị trí lãnh đạo như hiện tại thì quản lý của bạn cũng đã phải nếm trải những cái cung bậc cảm xúc trong cái công việc. Làm quản lý không đi đôi với nhàn hạ, nhất là quản lý cấp trung, vì họ liên tục phải sống trong cái cảm giác là trên búa dưới đe. Là cầu nối điều hành cái công việc, vừa phải truyền tải được thông điệp công việc của cấp cao hơn, vừa phải điều hành và phân phối đầu việc cho những nhân viên của mình, làm sao cho đảm bảo đúng tiến độ công việc tùy theo tính chất của công việc khác nhau, mà phải đưa ra những đề bài khác nhau sao cho phù hợp với trình độ chuyên môn của từng người. Việc khó thì mới có thể phát huy được khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, bởi có như thế thì mới vận hành hết các mối quan hệ và khả năng vốn có mà chưa được đánh thức. Thay vì suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì nhiều người lại bẻ lái chúng theo một chiều hướng khác và nghĩ rằng sếp đang cố tình làm khó và đè nén mình. Thế nhưng thay vì chấp nhận rèn giũa bản thân đi lên một cái tầm cao mới, nhiều người sẵn sàng chấp nhận quay lưng đi để tìm một môi trường nhẹ nhàng hơn để mà làm. Cũng có thể là do họ không phù hợp với môi trường, nhưng từ sâu bên trong khả năng chịu được áp lực của họ là không có. Xây dựng được một tập thể nhân viên giỏi, hiểu ý, điều đó đồng nghĩa với việc nhà quản lý đã thành công trong việc xây dựng nên những vệ tinh chất lượng vây quanh để cùng gánh vác những trách nhiệm lớn, đi được những bước đường dài hơn và kiến tạo nên nhiều thành công bền vững hơn. Và cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã theo dõi đoạn video clip ở trên kênh channel YouTube Link Health. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy nhớ bấm vào nút subscribe. Và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video. Và xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa.